Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình Nhân BB đây và mình xin chúc tất cả anh em một ngày mới thật nhiều vui vẻ nha các bạn ơi. Rồi thì video lần trước Nhân đã chơi cái game Wookie Wookie này rồi anh em ơi, kiểu nó giống GTA anh em ạ. Sống trong một cái thành phố ấy có nhiều lính đỏ quýt game anh em ơi. Nhưng lần này Nhân sẽ chuyển sang cái chế độ khác. Đấy, chế độ đấu boss này, chế độ GTA bên trên này. Đây chế độ đấu boss ở bên dưới anh em nha. Thì Nhân sẽ vào chế độ đấu boss anh em ơi. Ôi, nó cũng vượt ải anh em nha. Và ải đầu tiên chúng ta sẽ đấu với lại búp bê trong Squid Game. Anh em ơi, mình lại sợ bạn quá đi thôi anh em ơi. Ok, let's go nha. Và anh em ơi, hãy cho mình xin like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Anh em hãy nhấn cả vào chuông thông báo nữa. Khi nào có video mới các bạn sẽ xem được luôn nha. Bây giờ thì Wookie Wookie like người nhện sẽ tấn công. Ok, bây giờ mình đang ở chiếc máy bay này, mình đã thả dù xuống. Cái chấm đỏ kia chính là cái con boss anh em ơi. Ok. Wow, cái gì kia? Wookie Wookie nó bắn ra cái gì em, tên lửa gì các bạn ơi? Kinh thực sự đây. Đâu rồi. À, không phải con Wookie, con búp bê ma. Oh my god. Con búp bê ma này anh em ơi. À nhầm, con búp bê trong Squid Game. À, cái gì đây? Nó ghê thế gì anh em ơi? Oh no. No. Nhân bị con búp bê này nó dí nó quýnh ơi. Chạy đi thôi. Sức mạnh quả siêu nhân. Chạy thôi. Gặp con này không quýnh được đâu. Chạy tụt quần. Oh my god. Ê, con búp bê ma kia. Ta đang ở đây. Ôi. No. Không thể tin được nó có thể nhảy nữa anh em à. Đừng đến đây nữa. Bạn ơi, bây giờ không có cách nào. Mình không thể chạy nhanh được bằng nó được anh em ạ. Bây giờ mình phải tấn công nó thôi. Nào. Tiếng chết à. Tưởng mình mới có sức mạnh à. Wookie ta không có sức mạnh này. À, con búp bê này. Mày giả háng ra làm cái gì. Ui, nó đang chạy đấy kìa. Dùng chiêu khác anh em ơi. Ta dùng chiêu khác đây. Ui, chết rồi, chiêu đấy không trúng nó anh em ơi. Có mạnh đây. Đi đến đây à. Dùng tia sét này. À, đốt cháy con mi. Ở đây mình có rất nhiều chiêu anh em nha. Bây giờ mình sẽ dùng chiêu anh em ơi. Quả cầu lăng nước. Ui ôi. Chưa kịp sử dụng quả cầu lăng nữa. Nó đã quýnh mình rồi anh em ạ. Được rồi, mà lần này mình sẽ trở lại một đời hại hơn anh em ơi. Tất cả các bạn đã like hết chưa? Like hết ủng hộ mình đi nào. Để mình chiến thắng cái con búp bê ma này nào. Trời ơi. Con búp bê ma ác độc nó rồi. Nó đang ở đâu anh em ơi? Mình đang tìm nó. Mình chưa nhìn thấy nó ở đâu nha. Nó đâu rồi? À, có kia, đồ kia xa. Nó ở xa quá anh em ạ. Nó tít xa xa ngoài kia cơ. À, nó đang bắn tên lửa đấy anh em ạ. Được rồi. À, bây giờ mình sẽ đi tìm nó. What? Ở xa vậy mà nó vẫn tấn công được mình anh em ạ. Được của nó nhỉ. Được của nó anh em nha. Nó đang cách mình rất xa nó anh em. Kìa rồi. Mình đã nhìn thấy nó rồi. Con búp bê này. Búp bê ơi. Ui. What? Giỏi heo. Mi đừng làm ta cáu. Ta cáu thì mi đừng. Họ không hỏi bố cháu là ai đâu. Đâu rồi, có búp bê ma đâu. Ta đây. Sức mạnh thực sự của ta đây này. Quả cầu lăng lượng. What? Trời ơi, quả cầu lăng lượng thế mà nó vẫn đỡ được. Ui, quả cầu lăng lượng của mình trâu đấy mà. Được rồi. Đấy, ta chỉ là chiêu đùa đây. Chăm ai, ai đây. Wow. What? Ok. Có thể đu dây như người nhện em ơi. Là trốn nó. Đừng. Ta đu dây, ta cho mình một cầu năng lượng này. Té rồi. Đu dây. Chạy ra ngoài đây nha. À, đối với con boss này mệt thật sự luôn anh em ạ. Bạn ơi, nhầm rồi. Ui, không trúng anh em ơi. Kamehameha lại nào. Này, con này này. Cứ búp bê Quiz Game à. Kamehameha cực kỳ mạnh, đã giết được nó đấy anh em ạ. Wow, đỉnh của đỉnh thực sự luôn. Đỉnh của nó đây. Cuối cùng chỉ có Kamehameha của Sukuku với hai con của nó thôi. Mình có rất nhiều skin mạnh. Bây giờ đến một con boss tiếp theo anh em ơi. Được rồi. Wow, con boss này đang ở dưới kia anh em ạ. Mình đang đi máy bay. Để đến gần nó hơn anh em ạ. Đây, cái chân món đỏ này là nó nha anh em nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ thả dù xuống. Thả dù sao trúng đầu nó mới được. Nào, con kia đâu rồi? Ấy, bạn ơi, đừng khinh thường mình nha. Không biết lần này mình đấu với con quái vật gì đây các bạn ơi. Wow, nó đang bắn ra tên lửa kìa. Ui, nó màu đỏ kìa anh em ơi. Bạn ơi, bắn từ xa luôn. Ai ui, đáp đây, không biết được sao anh em ạ. Mình đã cầu, ui, cái gì đây? What? Bạn ở đâu? Wow. Ui, nào, lần này mình mới đấu với con chó bắt đầu anh em ơi. Chạy thôi. Ui, con chó bắt đầu này. Ui,
Ui anh em nhìn thấy nó có đây, nó một con chó ba đầu cực kỳ mạnh luôn. Wow, chó ba đầu. No, 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 no. Anh ơi. Anh ơi, ui nó phun được trên lửa này. Ui, thật sự đây, đây bây giờ mình nhường bạn thôi. Bây giờ đến được mình ạ, bây giờ đến được mình này. Quả cầu lắc đường. Đà, Wookie. Đá lo. Đừng đá, không đá đâu. Kameha. Trời ơi, ui con này sống được Kameha này. Kameha đã nữa đi. Nhanh nào. Trời ơi, cuối cùng là chỉ Kameha là mạnh nhất anh em ơi. À đù, diệt được hai con bốt mạnh rồi nha anh em ạ. Wow, rất nhiều con bốt nữa chứ cần phải hạ gục anh em ạ. Nhưng mà trước tiên anh em hãy like nha anh em nha. À đù, muốn next level nó phải bắt xem video à. Ảo đấy nha. Ok các bạn ơi, đang chơi hay các bạn ơi thì nó lại không cho mình chơi nữa các bạn ạ. Trời ơi, một ngày nó chỉ cho hạ gục được hai con boss thôi, mình cay quá anh em ạ. Nên là mình sẽ quyết định mình xuống đây anh em nha. Mình xuống mình chơi cái chế độ GTA anh em nha, để mình luyện võ các bạn ơi. Luyện mấy cái chiêu võ của mình ấy, mình chưa giỏi mấy cái chiêu võ này lắm anh em ạ. Đó. Đấy, bây giờ mình sẽ tập những cái skin đang có ở đây nha. Đó, mình ra đây mình tập skin này nhặt đồng tiền. À, có tiền là phải nhặt tiền luôn. Đấy, có Liquid Game ở kia kìa. Rồi, bây giờ mình sẽ tập cái skin đầu tiên mình rất là thích, đó chính là skin bắn tơ nhện anh em ạ. Bắn tơ nhện. Wow. Ôi trời ơi, Quiz Game có bắn tơ nhện anh nha bạn ơi. Mình sẽ bắn vào người thanh niên này nè. Bắn vào người thanh niên đó. Ô, không bắn được vào người nó. Trời ơi, cái tơ nhện này chỉ dùng để chạy thôi anh em ạ. Còn muốn quýnh hắn thì phải dùng chiêu này. Bây giờ mình sẽ ra mình đá nó, dùng cái chiêu đá. Ui, đứng lại coi bạn ơi. Từ ra mình gại nó đã. À, bạn ơi, bạn thì kinh rồi, bạn ơi, bạn thì kinh rồi. Úi giời ơi, một cú đá vắt, thanh niên này gục luôn anh em nha, bé anh bộ xương luôn. À, thì ra là thế, rất nhiều skin anh em ơi, đây rồi. Quit game ở đây rất nhiều nha, gại nó đã anh em ơi, nó cầm thúng nó bắn mình anh em ơi. Mình vào mình sút cho nó phát, sút cho bạn phát, không nói nhiều, bạn đi luôn anh em ơi. Có tiền, nhặt tiền về cho anh, à, đem tiền về cho mẹ. Ô, ở đây có thanh niên có siêu xe đạp chơi anh em ơi. Ê, chị ơi, stop, siêu xe màu vàng anh em ạ. Ô, tiếc thế nhỉ, sao nó không phải là siêu xe màu hồng đấy anh em ơi, nó lại là siêu xe màu vàng anh em ạ. Đi tạm con siêu xe này, chị ơi, em mượn tí, em đi siêu xe tí, em không có tiền mua siêu xe các bạn ơi. Quit game, lần trước mình không đâm được nó, lần này mình tông, á, đi siêu xe mô tô. Tông, Squid Game anh em nha, nó mới phê làm sao, ui một xe mô tô đẹp thực sự luôn, siêu xe đấy anh em ạ. À, thanh niên màu đỏ này, thanh niên áo đen này, xe xanh, mô tô màu xanh, ôi xe mô tô màu xanh nó đẹp nha. Bạn ơi, bạn mặc áo đỏ bên đây, bạn hơi bị, bạn tránh ra cho mình đi, không có mình tông cho bạn bây giờ. À, không tránh à, ý là bạn không tránh đúng không? Ý là bạn không tránh mình đúng không? Bạn ơi, bạn thấy mình ơi, mình là Wookie mà mình có game, có cả cái chân như kiểu người nhẹ đấy. Bạn ơi, ok, bạn này khỏe lắm anh em ạ. Ui, bạn đang ngồi trên xe mình không tấn công được bạn luôn anh em ạ. À, nhưng mà tên này mình nghĩ là kẻ xấu đấy anh em ạ. Bịt mặt đen thế này, đi áo đỏ này chắc là tên trộm rồi anh em ạ. Trộm này, này thì trộm này, đứng lại này. Này trộm này, bạn ơi trộm. Ui, rồi, trời ơi, nóng mình quá. Rồi, bây giờ tên áo đen này mình sẽ sử dụng sức mạnh nha, mình tập hết sức mạnh. Mình sẽ sử dụng chiêu nhảy xa. À, cái này nhảy cao anh em ơi. Này, tên này thì mình sẽ sử dụng sức mạnh của quả cầu lăng lượng. Wow, quả cầu lăng lượng rơi vào người nó đi. What, quả cầu lăng lượng nó không bị ảnh hưởng gì anh em ạ. Thôi trên đó đấy các bạn thấy chưa, đấy là lý do mình cần phải tập luyện cái quả cầu năng lượng. Mình không tập luyện mình đánh boss nó không trúng được cái quả cầu năng lượng này, nó khó sử dụng phết nha anh em nha. Ui đấy giờ khó sử dụng quả cầu năng lượng thật sự. Mình tiếp tục sử dụng tiếp vào tên này nào, quả cầu năng lượng đấy, nó đi nhanh thế thì làm sao mà sử dụng được. Mình quyết định hạ ơi một tên mình hạ gục nhau bằng quả cầu năng lượng nha. Tiếp tục hạ quả cầu năng lượng. Rồi, tên boss đỏ, ôi cái skin này khó sử dụng thực sự luôn. À, cuối cùng nó cũng bị anh em ạ. À, nó đứng gần trong cái quả cầu năng lượng này thì nó sẽ bị hạ gục anh em nha. Đó, đơn giản, tiếp tục, xem nào có tên nào nữa không. À, tên áo đen này anh em ơi. Tên áo đen này đang cầm súng các bạn ơi, không biết nó đang tìm ai đây. Được rồi, bây giờ mình sẽ ra, mình không sử dụng quả cầu năng lượng nữa. Mình sử dụng ngôi sao hy vọng này. Ngôi sao, à, what? Đây không phải ngôi sao, đây là mình bắn được tơ nhện anh em ạ. Ôi giời ơi, thế mà không biết nha bạn ơi. Mình là người nhện.
Hoki bắn được tơ nhện như người nhện anh em ơi. Rồi, làm sao anh ơi, anh đứng đây làm cái gì? Anh đứng đây để cho em tập làm skin nha. Ôi trời ơi, có bình máu luôn. Xa xa kia mình đứng bắn xa luôn. Tơ nhện đứng xa cũng trúng anh em ạ. What? À không trúng anh em ạ. Tơ nhện xa cũng trúng nhỉ. Này thì không trúng này. À, né giỏi lắm anh ạ. Được, bắn tơ xem là khó nhỉ. Ồ, vẫn trúng anh em nha. Vẫn trúng thanh niên đó mình nằm ở đây rồi. Ấy ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Tiếp tục sử dụng sức mạnh này nha. Mình đang tập mà, đấy, rất nhiều lính quick game luôn. Hạ gục mãi mà bọn nó không bị sao đâu. Mình ra ngoài đường luôn này ạ. Ra ngoài đường đây. Đấy, mình test thử. À, thanh niên này đứng ở đây. À, tưởng nó đứng đây. Đứng lại. Đáp nhẹ, đứng lại. Trời ơi, quick game trong thành phố này nó nhiều kinh khủng luôn anh em ạ. Chúng ta hạ gục mãi mà cũng không hết được đâu, thề luôn. Đấy, thanh niên áo đen này không phải cảnh sát anh em ạ. What, sao bạn ở đây? Sao bạn lại ở đây? Cú đấm sấm sét. Bạn đùi hai bạn này cũng đi luôn nha các anh em nha. Wow, sức mạnh phải nói là rất là trâu luôn anh em ơi. Đỉnh của đỉnh thực sự luôn nha. Ấy, ghê chưa, ghê chưa. Bây giờ test chiều camera. Wow, thanh niên đang cầm súng chơi mình anh em ạ. Bạn nhầm người rồi. Úi giời ơi. Camera này là mạnh nhất anh em nha, xem này. Camera. Úi giời ơi, xem mình chỉ lên cao rồi. Kameha. Úi giời ơi, thấy chưa? Một tia sét luôn chỉ lên trời này anh em ạ, chỉ lên cái mái nhà nha. Kameha. Bùm, úi giời ơi, lổ tới nhà luôn. Đây cái mái nhà cao tầng này các bạn xem này, mình Kameha. Kameha. Wow, Hoki. Có tất cả sức mạnh của các siêu anh hùng luôn anh em ạ. À, thực sự luôn, quá tuyệt vời luôn. Và hy vọng ngày mai thì game nó sẽ cho mình đấu boss tiếp để mình đấu boss nha các bạn nha. Và các bạn này, để theo dõi được cái video tiếp theo của mình thì các bạn hãy nhấn nút like và nhấn nút đăng ký kênh nha. Các bạn hãy nhấn luôn cả vào chuông thông báo để khi nào có video mới các bạn có thể xem được luôn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhân BB nha. Chào mọi người, yeah, hẹn gặp lại anh em nha.